Xin chào quý vị và các bạn. Nam Cực, một vùng đất bí ẩn và hoang sơ ở cực nam của hành tinh, luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ với vẻ đẹp kỳ diệu và sự bí ẩn của nó. Nơi đây, những cánh đồng băng rộng lớn trải dài như một tấm thảm trắng tinh khôi. Những dãy núi băng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo và huyền bí. Trong khi Nam Cực thường được biết đến qua những hình ảnh băng giá và những cuộc thám hiểm mạo hiểm, nó cũng chứa đựng những câu chuyện và hiện tượng tự nhiên đầy thú vị, dị thường, tạo nên một vùng đất không thể bỏ qua. Ngày hôm nay, hãy cùng Lăng Kính Kỳ Thú tìm hiểu kỹ hơn về châu lục đặc biệt này. Xin mời! Một, lục địa lạnh nhất hành tinh. Nam Cực nằm ở cực nam của trái đất, bao quanh Nam Cực và là lục địa lạnh nhất và khô cằn nhất trên hành tinh. Lục địa này nằm hoàn toàn ở phía nam vòng tròn Nam Cực và được bao quanh bởi đại dương Nam Cực. Khoảng 98% diện tích của Nam Cực được bao phủ bởi băng, tạo thành một lớp băng dày trung bình từ 2 đến 4 km. Sông băng và các khối băng trôi là các đặc điểm chính của khu vực và lớp băng này chứa khoảng 60% nước ngọt của thế giới. Nam Cực có sự đa dạng về địa hình và các dãy núi, cao nguyên băng và các khu vực thấp hơn như các thung lũng băng. Dãy núi Ellsworth là dãy núi cao nhất ở Nam Cực, với đỉnh Vincent là điểm cao nhất trên lục địa. Khí hậu ở Nam Cực cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình ở bờ biển thường từ -10 đến -30 độ C, và ở trung tâm lục địa có thể xuống dưới -60 độ C. Mùa đông ở đây kéo dài và có ít ánh sáng mặt trời, trong khi mùa hè có thể có ánh sáng mặt trời 24 giờ một ngày. Một số hồ ở Nam Cực dưới lớp băng như hồ Vostok, một hồ nước lớn và sâu nằm cách mặt đất hàng km. Những hồ này có thể chứa nước từ hàng triệu năm và có điều kiện sống đặc biệt. Dù khí hậu khắc nghiệt, Nam Cực vẫn có sự sống đa dạng, bao gồm các loài động vật như hải cầu, chim cánh cụt và một số loài động vật không xương sống như các loài nhuyễn thể và sinh vật phù du trong nước. 2. Nhiều nơi ở Nam Cực không có mưa hay tuyết trong 2 triệu năm. Nơi khô hạn nhất trên thế giới là một vùng đất nằm ở Nam Cực, còn gọi là thung lũng khô. Tại đây suốt 2 triệu năm qua, chưa từng chứng kiến một giọt nước mưa rơi xuống. Nơi này là vùng đất có điều kiện tự nhiên gần giống với sao hỏa nhất. Đó là một khu vực rộng khoảng 4.800 km2, chiếm khoảng 0,03% lục địa, tạo thành khu vực không băng lớn nhất ở Nam Cực. Nhiều người nhầm tưởng nơi này quanh năm nóng bức với nhiệt độ luôn ở mức cao. Đáng ngạc nhiên, thung lũng khô lại là vùng đất băng giá, nhiệt độ rất thấp do không khí lạnh giữ hơi nước ít hơn 20 lần so với không khí nóng. Trước đây, có nghiên cứu cho rằng nơi khô cằn nhất thế giới là sa mạc Atacama hay Sahara. Nhưng trên thực tế, Mark Mudro mới đứng đầu kỷ lục. Băng và tuyết không xuất hiện tại đây suốt 8 triệu năm qua. Lượng mưa trung bình khoảng 100mm mỗi năm nhưng đều ở dạng tuyết. Gió khô nhanh chóng làm bay hơi tuyết và ít tan vào đất. Trong mùa hè, quá trình này có thể chỉ mất vài giờ. Tốc độ gió tại thung lũng đạt 320 km/h, mạnh nhất trên thế giới. Kéo theo không khí lạnh làm bay hơi toàn bộ đá, nước và tuyết. Khối băng duy nhất tìm thấy ở đây lại nằm ở các sông băng dọc theo thung lũng và hồ chứa, trong đó có cả hồ nước muối Bonney. Nơi này được bao phủ bởi lớp băng dày từ 3 đến 5 mét. Hồ Vanda cũng nằm trong khu vực với độ mặn hơn đại dương tới 3 lần. Ở một nơi khắc nghiệt như Mark Mudro không hề tồn tại sự sống. So với những nơi khác tại Nam Cực, trong thung lũng khô không hề có thực vật, các loài động vật gặm nhấm hay động vật thân mềm. Vùng đất kỳ lạ này cũng là nơi đầu tiên trên trái đất không có sự xuất hiện của vi khuẩn. Chỉ duy nhất một loại vi khuẩn tên là Angelito tồn tại được. Trên thực tế thì loại vi khuẩn này sống ngay trong không gian vũ trụ. Vẻ đẹp kỳ lạ và bí ẩn ở thung lũng khô khác hoàn toàn với phần còn lại trên trái đất, khiến bất cứ ai đặt chân tới đây cũng có cảm giác lạ và hành tinh lạ. 3. Hố băng bí ẩn ở Nam Cực có kích thước bằng cả Thụy Sĩ. Các nhà nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra lỗ hổng khổng lồ ở biển Nam Cực vào năm 1974 và gọi nó với cái tên là Maurice Polynia. Lỗ hổng kỳ lạ này thu hẹp và mở rộng với kích cỡ khác nhau nhưng luôn tại cùng một vị trí. Có năm nó còn không xuất hiện. Kể từ khi được phát hiện, Maurice Polynia đã trở thành một bí ẩn và khiến các nhà khoa học phải bối rối về các điều kiện chính xác cần thiết để hình thành lỗ hổng. Trong năm 2016 và 2017, một khu vực lỗ hổng rộng 80.000 km2 đã xuất hiện trong vài tuần vào thời điểm mùa đông, cho phép các nhà khoa học có cách nhìn sâu hơn về hiện tượng này và cuối cùng đã giải quyết được bí ẩn sau 50 năm. Họ cũng đã công bố báo cáo khoa học này vào đầu tháng 5 năm 2024. Năm 2017 là lần đầu tiên có một lỗ hổng Maurice Polynia lớn
và tồn tại lâu dài như vậy ở biển Weddell kể từ những năm 1970. Khi mùa hè chuyển sang mùa đông ở Nam Cực, băng biển mở rộng từ diện tích tối thiểu khoảng 3 triệu km2 đến 18 triệu km2, bao phủ 4% bề mặt trái đất với màu trắng lạnh giá. Hầu hết, băng biển này phát triển trong đêm cực kéo dài hàng tuần trên thềm băng nổi bao quanh lục địa. Các lỗ hổng trên lớp băng này được gọi là Polynias, hình thành khi gió mạnh từ đất liền đẩy các khối băng ra xa nhau. Cơn gió này cũng làm đóng băng nhiều nước biển hơn bên trong các Polynia, tạo thêm những khối băng bổ sung vào khối băng liên kết. Nhưng ở vùng biển rộng lớn và cách xa những cơn gió ven biển, nơi hình thành Polynia Maurice, các lỗ trên băng biển ít có khả năng phát triển hơn. Điều này, cùng với sự suy giảm đáng kinh ngạc về phạm vi băng tổng thể trên khắp Nam Đại Dương, khiến các nhà khoa học tự hỏi điều kiện cụ thể nào có thể khiến Polynia Maurice hình thành. Để điều tra bí ẩn, các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ vệ tinh, phao tự hành và động vật có vú dưới biển được gắn chip theo dõi, cũng như những quan sát trước đây được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu khác. Họ phát hiện ra rằng vào năm 2016 và 2017, dòng hải lưu tròn của biển Weddell được gọi là Weddell Kire mạnh hơn những năm khác, khiến các dòng hải lưu dưới nước dễ dàng đưa muối và nhiệt đến gần bề mặt hơn. Bên cạnh đó, Polynia Maurice nằm gần Maurice, một ngọn núi nằm dưới nước. Vào năm 2016 và 2017, do dòng chảy mạnh hơn, muối lơ lửng quanh khe núi này trong khi gió thổi qua bề mặt, tạo ra hiệu ứng xoắn ốc kéo nước mặn hơn xung quanh ngọn núi ngập nước lên mặt nước. Muối này sau đó hạ thấp điểm đóng băng của nước bề mặt, tạo điều kiện cho Maurice Polynia hình thành và tồn tại. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện mới này rất quan trọng để hiểu được Nam Cực và những tác động rộng lớn hơn của nó đối với đại dương toàn cầu. Biến đổi khí hậu đã làm cho gió từ lục địa cực Nam mạnh hơn, có khả năng tạo ra nhiều lỗ hổng hơn trong tương lai. Trong khi đó, 40% lượng nước biển trên toàn cầu có nguồn gốc từ bờ biển Nam Cực, khiến nơi này trở nên quan trọng trong việc điều hòa khí hậu các khu vực trên khắp hành tinh. 4. Hồ Vostok và những bí mật dưới lớp băng. Nam Cực được biết đến với hơn 300 hồ nằm dưới các sông băng rộng lớn, trong đó hồ Vostok là hồ lớn nhất và cũng là hồ dưới băng lớn nhất thế giới được phát hiện cho đến nay. Hồ Vostok nằm ở độ sâu khoảng 4.000 mét dưới lớp băng, có diện tích lên tới 14.000 km2. Do điều kiện đặc biệt của môi trường, những hồ dưới băng này có thể đã tồn tại trong hàng triệu năm mà không bị thay đổi. Dị thường từ tính mới được phát hiện tại khu vực hồ Vostok có độ sâu 4.800 mét dưới bề mặt băng. Qua việc quét nhiệt bề mặt, các nhà khoa học đã xác định được rằng nhiệt độ nước trong hồ dao động từ 10 đến 18 độ C, cho thấy rõ sự tồn tại của nguồn nhiệt dưới lòng đất. Khi nước nóng làm tan băng trên mặt hồ, toàn bộ hồ được bao phủ bởi một vòm dốc cao hàng nghìn mét. Các mẫu lõi băng được khoan bởi các nhà khoa học cho thấy có sự tồn tại của vi sinh vật, nước, nhiệt, khí hô hấp và các hoạt động sống dưới mái vòm đặc trưng cho các quá trình sinh học. Các nhà khoa học tin rằng hồ Vostok có thể cung cấp nhiều manh mối để hiểu rõ hơn về quá trình sản sinh và tiến hóa của các vật chất sống sơ khai trên trái đất. Đồng thời, hồ này cũng có thể là chìa khóa cho các hành trình khám phá vũ trụ trong tương lai nhằm tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Tuy nhiên, khi khoan tới độ sâu 3.623 mét, các nhà nghiên cứu đã lo ngại rằng việc tiếp tục khám phá có thể phá hủy hệ sinh thái nguyên thủy của hồ. Do đó, công trình nghiên cứu đã bị tạm dừng, để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Gần đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Columbia đã thực hiện một loạt khảo sát tại hồ Vostok ở độ sâu chưa từng có, nhằm lập bản đồ trọng lực, hoạt động từ trường và nhiệt dưới lớp băng. Kết quả khảo sát đã phát hiện ra rằng một khu vực dị thường từ tính khổng lồ bao phủ toàn bộ phần phía đông nam của bờ hồ. Điều này đã làm dấy lên những câu hỏi về nguồn gốc của sự bất thường này. Giáo sư Michael Stedinger, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, đã đề xuất rằng trong quá trình hình thành lòng hồ, lớp vỏ gần hồ Vostok có thể đã bị kéo căng và mỏng đi, dẫn đến dị thường từ tính cục bộ. Tuy nhiên, nhà địa chất học Ross Nix lại đặt câu hỏi về lý thuyết này, cho rằng việc kéo dài và làm mỏng lớp vỏ sẽ làm nóng lớp đá bên dưới, làm giảm thay vì tăng khả năng khuếch đại cục bộ từ trường trái đất. Một giả thuyết khác là sự tích tụ của kim loại có thể đã gây ra sự bất thường này, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Hồ Vostok được xem là một trong những mảnh đất cuối cùng chưa được khám phá trên trái đất. Có thể còn nhiều bí mật đang chờ đợi chúng ta khám phá. Bí ẩn về dị thường từ tính dưới lớp băng tại Nam Cực, đặc biệt là tại hồ Vostok, vẫn là một câu đố khoa học chưa có lời giải. Những phát hiện này không chỉ mở ra những cơ hội mới cho nghiên cứu khoa học,
mà còn làm dấy lên những suy nghĩ về những điều có thể đang ẩn giấu dưới lớp băng lạnh giá của Nam Cực. 5. Thác máu bí ẩn. Thác máu bí ẩn thuộc sông băng Tyler, con sông được đặt theo tên của nhà khoa học người Anh Thomas Griffith Tyler, người đầu tiên phát hiện ra thác máu trong chuyến thám hiểm vào khoảng đầu những năm 1910. Điểm đặc biệt của những thác này là chúng rất lạnh, siêu mặn và có màu đỏ như máu. Vì thế nên chúng mới có tên là thác máu. Các nhà khoa học quyết định tìm hiểu bí mật của những thác máu và khẳng định nguồn cung cấp nước cho các thác máu là một hồ mặn ở bên dưới lớp băng, một hệ sinh thái vi khuẩn tồn tại biệt lập trong hồ suốt hàng triệu năm. Nhờ các kỹ thuật hiện đại, họ xác định được rằng hồ nước mặn cách bề mặt băng khoảng 400 mét mà không phải khoan sâu xuống. Nhóm nghiên cứu tin rằng cách đây vài triệu năm, hồ nước mặn từng là một phần của đại dương tại cực nam của địa cầu. Khi mực nước ở đại dương giảm mạnh, hồ bị tách ra. Sau nhiều lần bốc hơi với tốc độ cao, độ mặn của hồ cao gấp 4 lần so với đại dương. Nhờ độ mặn đó mà nó không đóng băng dù nằm giữa Nam Cực. Cách đây khoảng từ 1,5 đến 2 triệu năm, sông băng Tyler dịch chuyển qua hồ và bịt kín nó. Vào mùa hè, nhiệt độ ở Nam Cực đủ ấm để nước trong hồ trào lên bề mặt băng. Để tìm hiểu nguyên nhân khiến các thác máu có màu đỏ, nhóm nghiên cứu phân tích mẫu nước của chúng. Kết quả cho thấy trong nước có các hợp chất của lưu huỳnh và sắt. Khi hợp chất của sắt hòa tan trong dung dịch lỏng, các ion sắt tạo ra màu đỏ cho dung dịch. Điều đáng chú ý nhất là ban đầu, nước rất trong nhưng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ sau khi chảy ra từ băng, do sắt bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí lần đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới kiểm tra mẫu nước và phát hiện sắt tồn tại ở dạng ngoài dự kiến. Về lý thuyết, đó không phải là khoáng chất mà có dạng siêu vi cầu nhỏ hơn 100 lần so với tế bào hồng cầu của con người. Ngoài sắt, chúng còn chứa nhiều yếu tố khác như là silicon, canxi, nhôm, natri vô cùng đa dạng. Đây là khoáng chất, nguyên tử phải sắp xếp theo cấu trúc tinh thể đặc biệt. Siêu vi cầu không có dạng tinh thể, vì vậy những phương pháp trước đây dùng để kiểm tra chất rắn không tìm ra chúng. 6. Từng là lục địa nhiệt đới và có thể tái hình thành do khí thải CO2. Vào khoảng 52 triệu năm trước, khi khí hậu rất nóng và nồng độ khí CO2 cao hơn gấp đôi hiện nay, Nam Cực là thiên đường nhiệt đới xanh cùng các loài động vật có vú. Điều này đã được chứng minh qua các nghiên cứu khảo cổ và địa chất. Nguyên nhân chính khiến Nam Cực thay đổi từ một khu vực nhiệt đới thành một lục địa băng giá là do các biến đổi địa chất và sự thay đổi của các dòng hải lưu toàn cầu. Sự trôi dạt của các lục địa đã đẩy Nam Cực về phía nam, nơi nó hiện đang nằm ở vị trí cực địa của trái đất. Điều này đã khiến nhiệt độ giảm xuống và hình thành các lớp băng khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay. Việc biến đổi khí hậu hiện đại, đặc biệt là do sự gia tăng của khí thải CO2, đã làm dấy lên lo ngại về việc Nam Cực có thể trải qua những thay đổi tương tự trong tương lai. Nếu lượng CO2 tiếp tục tăng, điều này có thể làm tan chảy một phần hoặc là toàn bộ lớp băng ở Nam Cực, gây ra mực nước biển dâng cao và tạo ra những biến đổi lớn đối với hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng Nam Cực trở lại thành một lục địa nhiệt đới hoàn toàn như xưa là rất thấp trong tương lai gần, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra mà không có biện pháp kiểm soát. Những nghiên cứu hiện tại đang tiếp tục theo dõi sự thay đổi khí hậu và tác động của nó đối với Nam Cực để hiểu rõ hơn về các kịch bản tiềm năng trong tương lai. 7. Nam Cực đã mất 3.000 tỷ tấn băng chỉ trong 25 năm. Chỉ trong vòng 25 năm, Nam Cực đã mất đi 3.000 tỷ tấn băng. Đây quả thực là con số quá khủng khiếp. Sự tan chảy này đã góp phần làm mực nước biển toàn cầu tăng lên, đồng thời đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho các hệ sinh thái và cộng đồng ven biển trên toàn thế giới. Hiện tượng này chủ yếu là do biến đổi khí hậu, với nhiệt độ toàn cầu tăng cao, dẫn đến băng ở Nam Cực tan chảy nhanh hơn. Các băng lớn như là Thwaites và Pine Island tại Tây Nam Cực đang tan chảy với tốc độ đặc biệt nhanh, góp phần lớn vào tình trạng mất băng. Các nhà khoa học đang theo dõi sát sao sự biến đổi này và cảnh báo rằng nếu xu hướng này tiếp tục, hậu quả có thể là rất nghiêm trọng. Không chỉ cho các loài sinh vật phụ thuộc vào môi trường băng giá, mà còn cho các khu vực dân cư trên toàn thế giới do mực nước biển dâng cao. 8. Lục địa duy nhất không có các loài bò sát. Ở Nam Cực, có nhiều loài động vật hoang dã như cá voi, hải cẩu, chim cánh cụt và các loài chim cáp. Trong đó, chim cánh cụt là loài động vật phổ biến nhất. Tuy nhiên, không có sự xuất hiện của bất cứ loài bò sát nào tại đây. Điều này chủ yếu là do điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt với nhiệt độ cực kỳ thấp, đặc biệt là vào mùa đông khi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 60 độ C. Hầu hết các loài bò sát là động vật máu lạnh, chúng không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể như động vật có vú hay chim. Vì vậy, việc tồn tại trong điều kiện lạnh giá của Nam Cực là không thể đối với chúng.
Ngoài ra, Nam Cực cũng không có nhiều loài thực phẩm tự nhiên mà các loài bò sát cần để sinh tồn. Điều này làm cho môi trường này trở nên không thích hợp đối với chúng. 9. Ở Nam Cực có hai khu định cư dân sự. Là vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh, nhưng Nam Cực vẫn có hai khu định cư dân sự. Thị trấn lớn hơn là Villa Las Estrellas, thành lập vào năm 1984, là trạm nghiên cứu Chile. Thị trấn này giờ đây có trường học, bệnh viện, nhà trọ, bưu điện, internet, truyền hình. Thị trấn còn lại là Esperanza Base, trạm nghiên cứu của Argentina, với 55 cư dân gồm 10 gia đình và 2 giáo viên trung học. Thành lập vào năm 1953 và trở nên nổi tiếng vào năm 1978 với sự ra đời của Emilio Marcos Palma, người đầu tiên được sinh ra ở Nam Cực. Nam Cực là lục địa duy nhất không có người bản địa. Nhiều cư dân ở đây là những nhà nghiên cứu về việc tìm ra các sinh vật mới, dữ liệu liên quan tới lịch sử khí hậu của trái đất và các dấu hiệu môi trường đang thay đổi. Các nhà khoa học đã khám phá lục địa rộng 14 triệu km² trong gần 200 năm qua. Năm 1959, 12 quốc gia đã ký Hiệp ước Nam Cực, cấm hoạt động quân sự và thúc đẩy điều tra khoa học. Hiện nay có 70 cơ sở nghiên cứu tại đây và con số tăng lên trong nhiều thập kỷ. Vì không có dân cư bản địa và các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, Nam Cực có biệt danh là lục địa quốc tế. Mỗi năm, khoảng 1.000 nhà khoa học tiến hành nghiên cứu tại các trạm tại đây. Khoa học thực địa ở Nam Cực rất tốn kém. Vì vậy, các nhà khoa học chỉ mạo hiểm đến lục địa xa xôi này nếu công việc không thể thực hiện được ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đồng nghĩa với việc vận chuyển thực phẩm và nguồn cung cấp bị hạn chế. Bạn phải sử dụng những gì bạn có trong cửa hàng như là đồ đông lạnh, đồ đóng hộp và đồ khô. Alan Sherwood, đầu bếp tại cơ sở Roterra, nói với Reuters, nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học săn bắt động vật để làm thức ăn. Một cuốn sách từ những năm 1950 của một cơ sở ở Anh có các công thức nấu ăn từ trứng chim cánh cụt, óc hải cẩu. Tuy nhiên, ngày nay việc ăn thịt động vật hoang dã bị giới hạn. Nước cũng là nguồn tài nguyên quý giá trên lục địa, trong khi khoảng 90% băng trên thế giới nằm ở Nam Cực. Việc sống tại đây rất giống như trên sa mạc. Cư dân không có nguồn cung cấp nước dồi dào, họ phải làm tàn tuyết trong mùa đông. Vào mùa hè, họ sử dụng các đường ống để lấy nước từ những đầm phá nhân tạo tập hợp tuyết tan. Ngoài ra, trên lục địa này có hàng trăm công nhân để duy trì dịch vụ Internet và điện thoại. Các công nhân tiếp cận những địa điểm xa bằng máy bay trực thăng để đảm bảo tất cả các thiết bị hoạt động tốt. Họ cũng hỗ trợ các nhà khoa học sửa chữa những thiết bị như bếp hay xe trượt tuyết cho các nhiệm vụ thực địa. 10. Có cây ATM và nhà thờ. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng thực sự là ngân hàng Wells Fargo của Mỹ đã lắp đặt một máy ATM năm 1998 tại McMurdo Station, trung tâm khoa học lớn nhất trên lục địa này. Nằm gần lãnh thổ New Zealand, máy ATM chỉ phân phối đô la Mỹ. Vì ở Nam Cực, điều kiện khắc nghiệt và không có nhiều cửa hàng hay dịch vụ, nên việc có cây ATM là một yếu tố tiện lợi cho những người làm việc ở đó, giúp họ có thể rút tiền để mua sắm các vật dụng thiết yếu tại các cửa hàng của trạm nghiên cứu. Nam Cực cũng có một số nhà thờ Thiên Chúa Giáo như nhà thờ Trinity. Đây là một nhà thờ chính thống giáo Nga, nằm trên đảo King George, được xây dựng vào năm 2004. Nhà thờ này là một trong những nhà thờ nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất ở Nam Cực. Ngoài ra, còn có nhà nguyện St. Francis of Assisi, nhà thờ Chúa Cứu Thế, nhà nguyện Santa Maria Reina de la Paz, nhà nguyện Đức Mẹ Lộ Đức. 11. 1.150 loài nấm được tìm thấy ở Nam Cực. Việc phát hiện ra 1.150 loài nấm ở Nam Cực là một điều vô cùng ấn tượng, vì chúng ta đều biết lục địa này có môi trường khắc nghiệt đến mức nào. Nam Cực được biết đến với điều kiện khí hậu lạnh giá, khô cằn và thiếu ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng trong năm. Tuy nhiên, trong những môi trường cực đoan này, nấm vẫn có thể tồn tại và phát triển. Nấm là một phần quan trọng của hệ sinh thái, chúng đóng vai trò phân hủy chất hữu cơ, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái. Trong môi trường khắc nghiệt như Nam Cực, nấm có thể tồn tại bằng cách ký sinh trên thực vật, tảo hoặc trên các sinh vật khác, cũng như trong đất và băng. Sự hiện diện của 1.150 loài nấm này không chỉ cho thấy sự đa dạng sinh học phong phú ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, mà còn có thể cung cấp thông tin quan trọng về khả năng thích nghi của các sinh vật sống với môi trường cực đoan. Nghiên cứu về các loài nấm ở Nam Cực có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách chúng có thể được ứng dụng trong công nghệ sinh học, y học và các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong việc phát triển các loại thuốc mới hay các hợp chất sinh học có lợi. Nam Cực là một vùng đất đặc biệt, mang trong mình sự bí ẩn và quyến rũ của một thế giới lạnh giá và hoang sơ. Sự khắc nghiệt của khí hậu, vẻ đẹp tuyệt vời của băng tuyết và những bí ẩn còn chưa được khám phá
đã khiến Nam Cực trở thành một biểu tượng của sự kiên trì và tinh thần phiêu lưu. Qua những nghiên cứu và khám phá, chúng ta không chỉ hiểu thêm về hành tinh của mình mà còn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ gìn những giá trị quý báu mà Nam Cực mang lại cho toàn thế giới. Và video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!